Xin chào, là mẹ Trích Bông đây. Và hôm nay mình xin được review sản phẩm dầu massage của Cửa Sổ Vàng đấy ạ. Các bạn có thấy sản phẩm này vô cùng hấp dẫn và lôi cuốn không? Sản phẩm này thì có công dụng là để massage, dưỡng da, làm ẩm da, mềm da, mang lại mùi hương dễ chịu cho cơ thể ạ. Đây, đây chính là chai bé. Và đây, đây chính là chai to. Sản phẩm của Cửa Sổ Vàng gồm có hai loại. Hiện tại thì mình vẫn còn chưa dùng hết chai to mà lại được tặng thêm chai bé. Vì vậy nên là mình sẽ để dành. Bao giờ dùng hết chai to thì mình sẽ lại dùng tiếp chai bé. Cảm giác khi mà massage cho con dùng lọ dầu massage này cực kỳ là dễ chịu và cực kỳ là thơm luôn các bạn ạ. Em bé nhà mình thì cũng rất là hợp tác mỗi khi được massage theo hướng dẫn kích hoạt các giác quan, các thụ thể cảm giác theo phương pháp của Cửa Sổ Vàng. Nếu các bạn muốn được hướng dẫn những cái bài tập này thì có thể đăng ký khóa học Cửa Sổ Vàng để được hướng dẫn và được kích hoạt tối đa các loại hình trí thông minh của bé, trong đấy có massage cho bé. Tiếp theo nữa, dầu massage này nhìn nhỏ nhỏ xinh xinh như vậy thôi, tuy nhiên là công dụng thì cũng rất là nhiều. Ngoài tác dụng massage dưỡng ẩm làm đẹp da thì các bạn cũng có thể dùng như một loại dầu giả để dưỡng tóc, để dưỡng môi và để dưỡng da tay vào mỗi mùa đông giá lạnh. Đặc biệt là khi các bạn bị bỏng do dầu mỡ hoặc là do nước thì các bạn cũng có thể bôi ngay mấy giọt dầu massage này lên sẽ làm dịu ngay vết bỏng. Review hôm nay của mình đến đây thôi. Nếu các bạn có em bé đang trong độ tuổi sơ sinh hoặc là các bạn đang có nhu cầu để dưỡng da hoặc dưỡng tóc từ sản phẩm thiên nhiên thì có thể trải nghiệm ngay sản phẩm dầu massage của Cửa Sổ Vàng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.